Em mới kể đấy. Em mới kể. Vali mới nhanh lắm. Không biết chuyện gì cứ hỏi Vali. Nó mới tưởng đâu giọng của con Nhi nữa. Mẹ là mẹ 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 cá nước luôn. Mấy bữa có quay không? Qua ngày kia có quay không? Có cách quay không? Nhiều quá, nhiều quá. Bao nhiêu anh? Hay là kia cái gì vậy? Đau bụng quá, nghĩ quay nhiều hơn. Son hả? Tăng nhàn quay. Nghĩa là muốn đau kinh khủng luôn. Gọi bạn xuống máy, anh sốc luôn, chạy ra, anh chạy thẳng với cái hiểm. Đúng là có trĩ lớn cao. Thì đâu có, không có, còn nhớ luôn. 37 là nghe đầu, kinh nghiệm quá. Hôm trước mình hay nghe, mình ngồi dưới. Ừ. Rồi nào bên đây bị đau gì đâu. Anh chạy thẳng không? Ba bên mặt. Thằng bên kia trúng cái bữa đó mấy bữa bao nằm. Tiền cái bữa đó bao nằm. Tán quá. Nhà trong đó là 4 năm giờ chi rồi. Nhà chạy vào nhà mà có cái cổng xinh xắn nhưng mà lại nhà bỏ tô đập nhà. Nhà đúng không? Cái nhà đầu tiên đó. Mấy cái thời một xíu. Đời chỉ luôn tưởng là khách đây thì không nhiều mãi không xong đấy. Bên đây chị Hà quay còn mấy con nhỏ không? Lượm vô mấy con nhỏ không? Để lấy con mua ra thì lấy một đã, nhưng mà ít. Và sợ hồi chị đang ra, chị làm la. Cái thật quá, có thể nói gì. Kiểu đó. Chị cái này nè, Phúc nó gỡ đi. Thank you.
nhà ăn khoai ra mua đó chị nhà ăn công không? Thì mua 4 củ mà hơi 2 củ đấy. Thì 2 củ ngon, 2 củ thì hoa su ghê. Ly gì vậy? Ai vừa iPhone mà của Ly á. Chị Ly kìa. Còn để nữa không chị? Chị Ly gì? Chị Ly dùng iPhone, chị Ly đâu nữa. Cái cục Samsung qua đưa cho anh đưa cho người khác dùng rồi. Quên. Luyện ấy. Luyện có ạ. Nó không. Giờ máy của Luyện là lấy đâu máy kia ta. Samsung Redmi nè. Nói chung là hai cái Samsung giống nhau đó. Redmi giống nhau á. Giống nhau gì hả? Còn iPhone 3 luôn. Chị. Con này cái loan quá đi trời. Anh liền nhưng mà em anh luyện nữa. Anh luyện. Ở đâu bao giờ buổi vậy? Anh liền ơi, anh liền. Chị muốn. Ngán sỏ luôn. Ừ, cái đá mà nhỏ thì lấy bên dẻo. Dẻo ấu. Này đây biết liền. Nhìn này thì ơi. Ha mặn lắm.
Thì Facebook là thấy cái chương trình là trồng so với là đọc bóng hiệu ngò không á. Ừ. Thì tham gia đi. Ôi, trước đó chị kêu vậy là bây giờ tính toán trước coi đây nhỏ cho mình đó mà nó xấu thì tới chị em thay chứ. Ngồi nghĩ nó không ra luôn á. Dạ này. Em quá tốt đúng không? Có điểm xấu đúng không? Cũng im lặng luôn. Em tội quá có điểm xấu. Hoàn hảo, kêu là mấy phút rồi. Giác, ừ. Ừ. Sao là xe bắt trong.